Có nhiều người thắc mắc Quan Công là một vị tướng của Trung Quốc mà sao vẫn rất nhiều người Việt rước ông về thờ thay vì là thờ tượng Trần Hưng Đạo, một vị anh hùng kiệt xuất của đất nước ta. Vậy người Việt nên thờ tượng Trần Hưng Đạo hay là tượng Quan Công? Hãy cùng với đầu đồng Dung Quang Hà đưa ra một phép so sánh để có cái nhìn thấu đáo hơn trong việc là lựa chọn nên thờ tượng nào trong video ngày hôm nay nhé. Trần Hưng Đạo, tên khai sinh là Trần Quốc Tuấn, con trai của An Sinh Vương Trần Liễu. Ông không chỉ là một vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất thời Trần với 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên vang dội sử sách, khiến cho giặc phương Bắc kinh sợ, gọi ông là Hưng Đạo Vương, mà còn là một nhà chính trị tài đức vẹn toàn, vị tướng hội tụ đầy đủ, nhân, nghĩa, chí tín. Bên cạnh đó thì Hưng Đạo Vương còn được chọn là một trong 10 vị nguyên soái quân sự lỗi lạc nhất thế giới vào năm 1984 tại London. Chuyển sang Quan Công hay còn gọi là Quan Văn Trường, ông là một nhân vật lịch sử Trung Quốc được biết đến nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Quan Công thì trở thành hình tượng vĩ đại nhất của thời đại phong kiến Trung Hoa, là biểu tượng về đạo đức tiêu chuẩn, trung, hiếu, nghĩa, lễ, nhân, dũng. Vì hình tượng vĩ đại đó mà Quan Công được xưng hô là Võ Thánh, Quan Thánh Đế Quân. Hai nhân vật này thì đều được nhiều người dân thờ phụng hay trưng bày, và hãy cùng em đưa ra một phép so sánh để xem là anh chị sẽ thích hợp với vị tướng nào hơn nhé. Đầu tiên đó chính là tượng Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo là biểu tượng bất diệt của bản trường ca về chủ nghĩa yêu nước, yêu dân tộc, là hình mẫu về sự hy sinh, cống hiến vì nhân dân, vì đất nước. Tín ngưỡng thờ tượng ngài là tuân thủ theo quy luật sinh vi tướng, tử vi thần trong văn hóa của người Việt, có giá trị to lớn trong giáo dục nhân cách và đạo lý làm người, vun đắp lòng yêu quê hương, yêu giống nòi. Thứ hai, khi sinh thời Hưng Đạo Vương là một người có ý chí, sự thông minh và công danh giúp ông gặt hái được rất nhiều thành công. Do vậy, quan niệm dân gian cho rằng, khi đặt tượng Trần Hưng Đạo trong nhà, gia chủ sẽ có trí tuệ sáng suốt, hiểu thấu được mọi việc và gặp nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp, mang đến nhiều tài lộc cho gia chủ. Chuyển sang bức tượng Quan Công. Trong dân gian thì Quan Công được biết đến là một người luôn luôn bảo vệ người dân khỏi những áp bức bóc lột. Do vậy, tượng Quan Công chuyên dùng để trấn trạch, chế lại những hung khí, đem lại bình an cho gia chủ. Người Việt nhắc đến ông là một biểu tượng của sức mạnh, của lòng trượng nghĩa và chữ tín. Tượng Quan Công mang lại nguồn năng lượng rất mạnh khi đặt ở trong nhà. Như vậy là ta có thể thấy tượng Trần Hưng Đạo và tượng Quan Công thì đều có chung ý nghĩa, đó là trấn trạch to lớn, đẩy lùi những vận đen, giữ cho gia đạo được an lành, bình an. Tuy nhiên thì tượng Trần Hưng Đạo còn có một ý nghĩa, đó chính là phò trợ công việc, được trôi chảy, công danh được thăng tiến. Tượng Quan Công thì thiên về ý nghĩa tài lộc, giúp cho gia chủ giữ vững được chữ tín, hỗ trợ việc kinh doanh buôn bán, đem lại tài lộc dồi dào. Với sự phân tích về ý nghĩa phong thủy của hai bức tượng Trần Hưng Đạo và Quan Công như trên thì em tin rằng là quý vị có thể quyết định xem là việc nên thờ ai, và sau đây là một số lời khuyên quý vị có thể tham khảo để lựa chọn đúng đắn nhất có thể. Thứ nhất, Quan Công là một vị tướng trong lịch sử, vì thế thờ Quan Công là chúng ta thờ một vị anh hùng, một nhân cách trong sạch, một chữ tín đáng kính. Thờ ông để có thể phò trợ cho sức mạnh trấn trạch, ban cho tài lộc, kinh doanh buôn bán thuận lợi, chứ không phải là thờ giặc giống như là ý kiến của một số người vẫn nghĩ. Thứ hai, Quan Công cũng chính là biểu trưng của chữ tín, phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với doanh nhân. Vì vậy, nếu quý anh chị có kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ thích hợp đối với tượng Quan Công nhé. Trần Hưng Đạo thì văn võ song toàn, mang một ý nghĩa đó là phò trợ, giúp cho người tôn thờ được thuận lợi, thăng tiến trên con đường công danh. Vì thế nếu anh chị công tác trong lĩnh vực hành chính nhà nước, nhất là đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, thì thích hợp đối với thờ tượng Trần Hưng Đạo. Cuối cùng thì cũng là điều quan trọng nhất, thờ tượng Trần Hưng Đạo hay là Quan Công thì đều được, quan trọng nhất đó là sự thành tâm của quý vị. Vừa rồi là một số chia sẻ cũng như là một số lời khuyên của Dung Quang Hà về việc là người Việt nên thờ Trần Hưng Đạo hay là Quan Công. Để có thể tìm hiểu những mẫu tượng Trần Hưng Đạo và Quan Công phù hợp và đẹp mắt nhất thì đừng quên đến với đồ đồng Dung Quang Hà để được tư vấn và lựa chọn những mẫu tượng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình nhé. Để đặt hàng thì quý anh chị vui lòng liên hệ tới số hotline 0944581111 hoặc là truy cập website đồ đồng dungquanghà.com hoặc là liên hệ trực tiếp tới các cửa hàng theo địa chỉ tại Hà Nội, cơ sở 1 663 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội, cơ sở 2 91 đường Nguyễn Cảnh Dị Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh 121B Nguyễn Văn Trỗi, phường 12 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý vị và anh chị có một ngày tràn đầy năng lượng. Đồ đồng Dương Quang Hà, nét hình hoàn chuyển.